Xin chào quý anh chị, bữa nay là 25 Tết rồi. Quý anh chị chuẩn bị dọn nhà ăn Tết rồi đúng không? Coi như là bây giờ Hồng Nhiên cũng hết gửi hàng được rồi. Chỉ là bán cho những anh chị nào ở gần cửa hàng, qua cửa hàng lấy, hoặc là ship đơn siêu tốc mà ship ráp đồ các kiểu thì quý anh chị mua ở thời điểm này được. Đó, giờ là coi như cũng lên mai đồ các kiểu rồi. Nên là giờ cũng dọn nhà đó quý anh chị, coi như là cuối năm rồi. 25 Tết rồi, ngày mai là 26 rồi thì Hồng Nhiên làm việc hết ngày 27. Là ok, mình cũng nghỉ luôn. Thì anh chị nào ở gần cửa hàng thì cứ ghé cửa hàng coi, là quý anh chị coi thấy cái nào được thì quý anh chị mua ha. Thì bây giờ là quý anh chị thấy giờ cũng đâu còn chương trình gì nữa, bây giờ là coi như hết, kết thúc chương trình rồi đó, không? Rồi thì quý anh chị cuối năm này quý anh chị có thể mua những cái máy rửa xe này. Thì những cái máy rửa xe này, ví dụ như quý anh chị muốn mua để rẻ, mua về tài gia đình vừa phải thôi thì mua 2150 thôi, không có chỉnh áp, 2150W nè. Dây xịt của nó là 10m rồi, không có chỉnh áp ha. Đó thì mẫu này cũng là mẫu đời mới 2024. Giá nó 1.450.000. Nhưng mà quý anh chị mình mua những cái máy rửa xe mà chạy điện đó thì ok, từ đây cho tới hết ngày 27 quý anh chị mua Hồng Nhiên sẽ tặng cho một bình bọt tuyết. Bình bọt tuyết tạo bọt kiểu như vậy nè quý anh chị, cái bình này gọi là cái bình bọt tuyết không chạm ha, tặng cho cái máy cho những cái xe đó là máy điện, là Hồng Nhiên sẽ tặng kèm bất cứ mua cái nào, máy lớn máy nhỏ thì Hồng Nhiên sẽ tặng quý anh chị mua mỗi bình bọt tuyết Tết mua về dọn nhà. Đó thì báo giá sơ cho quý anh chị để quý anh chị nắm. Dụ rẻ rẻ thì 1.450.000, cao hơn xíu 1.650.000 là 2.200 có chỉnh áp, cao hơn nữa là 1.750.000, 2350 ha. Rồi quý anh chị mình mua ví dụ như là cao cấp á, là quý anh chị mua cái máy mà 301 Plus này là cao cấp nhất, mẫu 2024. Mẫu 2024 quý anh chị thì mấy cái mẫu như thế này thì quý anh chị mình xài được cái là mình sẽ yên tâm hơn. Đó không? Đó quý anh chị mình thấy là 301 Plus thì nó có hai cần nối đâu các kiểu. Đó, giá nó là 2.590.000 ha, 2.590.000. Còn cái CWG2801 này là 2.190.000. Nó cũng có đầy đủ hết quý anh chị, có những cái mẫu bây giờ nó có gờ le chống giật hết luôn á. Rồi, nếu nói về máy hút bụi hoặc rửa xe pin. Rửa xe pin thì quý anh chị rửa xe pin này có 6 đổi là nhiều người mua. Cuối cùng là cái rửa xe pin này nó quay lại, nó bán được rất là hot quý anh chị. Rửa xe pin của Destong 775 thì nó có bét 6 chia, cần nói dài đầu đầy đủ ha. Giá 6.500. Còn quý anh chị mình muốn những cái máy hút bụi thì cuối năm Perfect nó lại về một cái mẫu máy hút bụi xài pin. Quý anh chị mua về nhớ mở cái nắp này ra mới bấm được đây ha. Máy hút bụi xài pin của Perfect đây thì quý anh chị mình thấy là cũng mạnh mẽ lắm ha. Máy hút bụi xài pin, pin trong mạnh mẽ quý anh chị, 12V. Đó rồi thì ở đây quý anh chị mình thấy kiểu như có cái đầu này nó có cần nối dài, nó có hai cần quý anh chị ha, hai cần nối luôn. Quý anh chị muốn dài thì nối ra dài, rồi nối cái đầu này vô, đầu bè nè quý anh chị không. Đó, tại đầu gom nè, nhét đầu gom vô cái kiểu đó. Đầu gom có đầu gom, đầu bè có đầu bè cũng hết đó. Rồi đầu chổi cước đồ cái kiểu nè. Đó thì cái hút bụi này nó về á, là dịp cuối năm quý anh chị. Giá của nó là 750, nhưng mà thôi Hồng Nhiên khuyến mãi cho quý anh chị, tính cho mình chỉ có giá 699.000. Mạnh mẽ quý anh chị thấy không, hút rất là mạnh mẽ ha. Nhỏ gọn thôi, đơn giản thôi, không cần dây điện. Giá 699.000. Còn anh chị nào muốn mà ok mình thích những cái mẫu hút bụi kiểu Perfect vậy là bán nhiều nhất, bây giờ là sắp hết luôn rồi. Đó anh chị thấy không, Perfect thì thật sự nói nó làm máy hút bụi ok. Máy này rất mạnh, nếu mà máy pin nó không thể nào mạnh bằng máy điện này đâu. Còn Perfect này là tính 590 anh chị ha, 590.000 rồi. Đó là máy hút bụi của Perfect. Còn thôi quý anh chị mình có thể mua những cái máy hút bụi pin của Dekton kiểu dày 900.000 cái nè anh chị. Đó, nhưng mà có cái này quý anh chị dịp cuối năm, anh chị nào mua kệ Hồng Nhiên khuyến mãi cho cái này rất là sâu, là còn 799.000 cho anh chị luôn, của khuyến mãi ha, khuyến mãi. Còn cái mẫu này là mẫu đời mới, nó sẽ có rất là nhiều chi tiết trong này anh chị, nhiều chi tiết trong này lắm, những cái lọc bụi đồ của nó các kiểu là có hết. Hoặc là quý anh chị mình có thể xài máy thổi. Máy thổi bụi thì nó có máy pin, máy điện đồ các kiểu đó. Thì những cái mẫu máy như thế này 800W kiểu như vậy nè, giá nó là 480.000. Đó thì anh chị muốn mua cái này thì Hồng Nhiên cũng khuyến mãi cho anh chị ở cuối năm này, tính mình 430.000 thôi được rồi ha. Siêu khuyến mãi cho quý anh chị mấy cái mẫu này. Đó thì cũng có rất là nhiều cái khuyến mãi, hoặc là những cái thùng đồ nghề. Quý anh chị mình có nhu cầu về những cái thùng đồ nghề. Nói chung là bây giờ là cũng hết năm rồi. Thì chủ yếu là anh chị biết Hồng Nhiên ở cửa hàng vẫn còn bán, thì anh chị ghé qua mua coi nào được mình mua thôi. Chứ thực tế mà nói giờ này mà test từng cái máy nữa thì những anh chị coi ở tỉnh cũng không mua được ha, hoặc là mình phải tới cửa hàng, giống như anh chị lân cận Bình Dương đồ kiểu có thể chạy qua cửa hàng được ha. Đó có rất là nhiều mẫu sản phẩm, thì có thể là cuối năm có những cái chương trình là nếu quý anh chị mua thì Hồng Nhiên sẽ có những cái phần nào quà tặng gì đó dành cho anh chị trong những cái cuối năm này. Sửa đồ là gì đó Hồng Nhiên thấy là ok, có khả năng tặng được cho quý anh chị làm quà cuối năm, thì quý anh chị có thể ghé cửa hàng Hồng Nhiên ha. Rồi, cảm ơn chị cô chú mình rất là nhiều đã xem video của Hồng Nhiên. Chúc quý anh chị sắp bước qua năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc, dạng sự như thế ha. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại. Bye.